Đỏ nghĩa là dừng lại. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Làm lại nhé con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh có nghĩa là đi tiếp. Xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Theo ba nào. Đu 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 đu, đèn xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Con có nghĩ mình có thể làm được không? Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Khi dừng lại chúng ta cần đợi một chút. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con đã hiểu rồi đó. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi.
đèn màu xanh đi tiếp nào. Là nó kìa, con gần đến nơi rồi. Cẩn thận con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đu 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 đu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Giỏi lắm con yêu. Đèn xanh kia, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Ngon quá. Anh bạn nhỏ, hôm nay con có muốn làm việc cùng ba không? Yeah. Làm việc cùng ba, ôi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây. Sừng 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 sừng. Sừa xe. Sừng 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 sừng. Nào mình hãy sừa xe với nhau. Đã xong rồi. Sừa xe. Sừng 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 sừng. Chúng ta làm được rồi. Giờ xem bên trong này thế nào nhé. Sửa xe với nhau, nó đây rồi. Sửa xe, vroom 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 vroom. Đúng rồi. Thật là tiện. Giờ mình kiểm tra cần gạt mưa nhé. Ô, oh, ở đây báo hết rồi này. Mình phải xử lý thôi. Làm việc cùng ba. Sữa cần gạt nước. Squeeze, 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 squeeze. Nào mình hãy sửa xe với nhau. Đã xong rồi. Sữa cần gạt nước. Squeeze, 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 squeeze. Ô, đợi đã. Cùng sửa nhá. Làm việc cùng ba, ơi thích quá đi. Mình và ba là tuyệt nhất đây. Xem này, nhìn kìa ba sửa chữa mọi thứ. Đi làm với ba rất tuyệt. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Sửa xe với nhau, nó đầy rồi. Sửa đèn xe, bling 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 bling. Làm việc cùng nhau, ơi thích quá đi. Mình và ba lần tuyệt nhất đây. Xem này, nhìn kìa ba sửa chữa. Ô tô kìa. Đi làm với ba. Ha ha ha.
Wow, chuyến đi này thật tuyệt vời. Chúng ta đang ở trên cao. Ngồi yên nha. Ai muốn ăn kem không nào? Chào ạ. Cùng nhau ăn kem ốc quế ngon tuyệt. Kem mát lạnh, kem mát lạnh. Cùng nhau ăn kem ốc quế ngon tuyệt. Đi công viên thật là vui. Đây có phải là nơi làm phim không ạ? Đúng rồi. Nhìn kia, đó là em bé cá mập. Chú
John, vé của mọi người nào. Của ông đây. Cho cháu nè bé cưng. Du hít, du hít. Ta vào đây để ta ăn. Ta vào đây máy bán hàng tự động. Chúng ta ăn thứ chi? Bé đói chưa nào? Con nhìn kìa. Đây là toa để nghe người, để dành cho khi mắt lim dim. Thật là vui quá đi, gối này trông như những đám mây. Gia đình đi chuyến xe vui, mọi người ơi. Nhảy disco nào. Yeah. Này Jin, bé John, chơi đua xe không? Bọn anh sẽ giúp em bé chân. Em
chiến thắng nhỏ của mẹ. Này bé John, ba có bất ngờ cho con đây. Là một đoàn tàu mới. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp, con yêu ơi, hãy xem này. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp, lắp ghép cùng ba con ơi. Được rồi con yêu, xem chuyến tàu này hoạt động thế nào nhé. Chúng ta hãy học một số màu sắc nhé. Màu đỏ ở đâu hãy đi tìm, con yêu ơi, hãy đi tìm. Mình cùng suy nghĩ ngay nào, xem màu đỏ ở đâu. Con đang làm rất tốt bé John. Nó kìa, con xem có phải màu đỏ không? Hey, ai đã lấy bóng đỏ của mình rồi? Tốt lắm bé John, con đã tìm thấy bóng màu đỏ. Nhìn kìa, quả bóng đỏ đang đi trên chuyến tàu. Xe ô tô, chiếc máy bắn chợt đều có màu đỏ tươi. Bây giờ con hãy đi tìm những thứ có màu xanh lá cây nhé. Tuyệt vời, toa tàu màu xanh lá kìa. Kìa màu xanh lá cây này đang đi trên chuyến tàu. Chỉ màu cùng với khối xếp hình đều có màu xanh đây. Vậy còn những đồ vật màu vàng thì sao? Làm tốt lắm, giờ chúng ta có toa tàu màu vàng. Nhìn kìa, chiếc bát vàng đang đi trên chuyến tàu. Đồ chơi và những chiếc gối này đều có màu vàng tươi. Còn màu tím thì sao? Ồ, con đã tìm thấy màu tím rồi này. Kia là toa tàu màu tím kìa. Dây nhỏ màu tím đây rồi, đang đi trên chuyến tàu. Bạch tuộc và viên bi đều màu tím này con yêu. Đợi một chút, đó là bóng đỏ của anh phải không? Kia có phải cái thìa xanh lá của mẹ không? Này, đó là dây tím của chị. Tìm màu xanh dương nào, em yêu ơi, mau đi tìm. Mình cùng nhau nghĩ xem nào, màu xanh dương ở đâu. Nhìn kìa, chiếc mũ rất đẹp, đang đi trên chuyến tàu. Và còn chiếc yếm này cũng là màu xanh dương. Các con, wow, các con đang muốn làm gì vậy? Ba có thể giúp không? Chạm rửa xe của chúng ta. Mình hãy bắt đầu nhé con, chạm rửa xe đã sẵn sàng. Cùng đi qua nhé các con, nơi thật tuyệt phải không? Những chiếc xe cần rửa sạch sẽ luôn nhớ con yêu à. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch kính chắn gió, lấy nước và rửa sạch hết vết bẩn nào. Cho con xem cách tạo bong bóng bằng bọt biển. Nhúng bọt biển vào xà phòng rồi cha cha cha. Hmm.
sạch xe ô tô. Bong bong xà phòng rửa sạch sẽ cho chiếc xe của mình. Xoa xoa rồi tra thật kỹ, rửa xe tuyệt quá đi. Chúng ta phải xả nước cho hết xà phòng trước rồi mới lau khô xe. Rửa sạch cả các lỗ nhỏ trên xe nữa. Rửa. Hãy sẵn sàng nhé con, mình cùng nhau xây xe này. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Xe bé xinh này đi qua nhé, ba sẽ xây khô nào. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Nếu xe vẫn còn nước, chúng ta cần lấy khăn lau lại cho thật khô. Lau lau lau, xe sẽ khô. Có khách đang đợi kìa. Con yêu, chúng ta cùng đi đến công viên thôi nào. Bé John lại đây với mẹ. Con sẽ ngồi vào ghế an toàn này. Con yêu, nó sẽ giúp con an toàn. Không, không, không. Con không ngồi ở đây đâu mẹ. Không thích ngồi ghế an toàn. Con không ngoan. Con yêu hãy nghe lời. Không. Giúp con an toàn khi xe đang di chuyển nhé. Con yêu ơi, ô tô bé này. Dạ, con sẽ chơi ngoan. Ta đi chơi nhé, đi công viên thật vui. Ta đi chơi nhé, đi công viên thật thích. Mẹ ơi, con yêu, rất an toàn khi con ngồi ở đó, con thấy không? Ở đây đâu mẹ, không thích ngồi ghế an toàn. Con không muốn. Con yêu hãy nghe lời. Ghế sẽ giúp con an toàn khi xe đang di chuyển nhé. Nước ép cho bé này. Dạ, vâng, con rất thích. Ngồi chắc nha, chúng ta đang đi qua con đường gập ghềnh. Ta đi chơi nhé, đi công viên thật vui. Wow, nhìn này, chiếc ghế này đã giúp con an toàn. Con không ngồi ở đây đâu mẹ, không thích ngồi ghế an toàn. Con không muốn. Con yêu hãy nghe lời. Con xem ở bên ngoài sẽ có thứ gì nhé. Đó chính là xe cứu hỏa. Yeah. Wee wee. Chào cháu bé. Đừng quên thắt dây an toàn nhé. Nhìn kìa, chú ấy thắt dây an toàn giống con đó. Dạ, vâng mẹ yêu ơi. Ở đây đâu mẹ, không thích ngồi ghế an toàn.
Ôi, ôi, cẩn thận. Khủng long Dino đã rơi xuống vì cậu ấy không ngồi trên ghế an toàn. Con sẽ ngồi ở đây thưa mẹ. Con ngồi ghế an toàn. Nghe lời mẹ thật ngoan nhé. Làm tốt lắm bé yêu à. Ghế sẽ giúp con an toàn khi xe đang di chuyển nhé. Khủng long Dino. Ôi không, nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Ba à, để con giúp ạ. À, cùng sửa xe thôi nào. Ba à, để con giúp ạ. À, mình sửa xe cùng với ba. Xong đâu con yêu, hãy làm sạch bên trong xe nào. Ba à, để con giúp nào, con cũng muốn làm. Ba à, để con giúp nào, vì con đã lớn hơn rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Ba là một người anh hùng, con muốn giống như ba này.
hai ba con đã làm việc rất chăm chỉ, trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người, một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Kẹo bông gòn của con đây này bé John. Kẹo của con này, bé John. Hey, này, nhìn kìa, đó là một đoàn tàu nhỏ. Kẹo của con. Đu quay ngựa này, con yêu. Trò chơi yêu thích của mình. Đi đến công viên nhiều trò chơi, thật là vui, thật là thích. Ba muốn đua xe cùng con yêu, chúng ta sẽ rất vui này. Ta hãy mau mau cùng nhau đua, thật là vui, thật là thích. Tăng tốc ngay brum 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 brum, chơi với nhau rất tuyệt. Được rồi con yêu, chọn một quả bóng đi nào. Chúng ta đã chơi rất vui vẻ, phải không các con? Yeah! Chúng ta cùng đi chơi nhé, thắt dây an toàn vào con yêu hỡi. Khu vui chơi này con sẽ thích, mình hãy mau sẵn sàng nào. Khi chơi cầu trượt con hãy nhớ, không chơi một mình đâu con nhé. Ba mẹ sẽ giúp đỡ để bé chơi an toàn này. Một mình đâu em nhé, anh chị sẽ giúp đỡ để bé chơi an toàn này. Khi chơi đệm lò xo hãy nhớ, không đi giày lên đâu con nhé. Con
yêu à mẹ sẽ giúp. Giờ bé hãy mau nhảy nào. Ta đu xà đất con yêu nhé, không sao đâu mà ba ở bên. Cố lên nào, ba sẽ giúp. Ô bé yêu rất khỏe kìa. Chơi cẩn thận con hãy nhớ, để chúng ta an toàn này. Sân chơi này bọn con rất thích, có nhiều trò chơi vui nhé, với đồ ăn thơm ngon nữa. Tuyệt quá đi ba mẹ ạ. À. Được rồi các con, bể bơi đã sẵn sàng rồi. Đợi một chút nào con yêu. Mình bơi kèm trong nắng vào để bảo vệ da dưới ánh mặt trời. Nào con hãy nghe lời. Con chẳng muốn bôi kem này. Con hãy làm theo ba thế này. Bôi kem vào nhé con à. Bảo vệ da mình cùng bôi kem. Vâng con làm theo ba à. Giờ cần đôi mũ con à, vì mình đi dưới ánh mặt trời. Bảo vệ con khi chơi đùa. Con không đợi mũ đâu à. Ta hãy đổi mũ khi chơi đùa, mũ giúp mình mát hơn nhiều. Nào em ngoan làm theo nhé. Em sẽ đổi mũ ngay bây giờ. Chúng ta đã cùng đổi mũ rồi. Mình dùng phao tay nhé con à, bảo vệ con xuống bơi an toàn. Nào con hãy nghe. Chơi đùa.